Chào mọi người, mình là Tony đây. Và như các bạn biết đó, mình và các em trong team đã trải qua rất là nhiều video cùng với nhau. Tuy nhiên thì đến bây giờ mình vẫn chưa biết được ước mơ của các em là gì. Vì vậy mình thực hiện riêng một cái clip này dùng để tặng riêng cho các em, để sau này khi họ có trưởng thành rồi, có ngồi xem lại cũng sẽ thấy rất là vui khi đã có một tuổi thơ đầy dữ dội với mình. Em đi trước nè. Cái gì mà leo nheo như lũ heo vậy mấy đứa? Vô. Ngày hôm nay mình không quay vlog về trò chơi hay thử thách gì nữa hết. Hả? Mình không quay nữa hả anh? Em khờ quá Tiểu Phương à. Một tuần mình ra 2 clip, có clip thì mới có tiền chứ. Tụi bay không hiểu ý của anh Vinh rồi. Ý của anh Vinh á là có ý tưởng mới. Sao tao lo tụi bay ơi? Ủa nghĩ vậy có lương không anh Vinh? Có chứ. Nghĩ nhưng mà vẫn có lương. Yeah! Ủa sao sướng như vậy? Không làm mà cũng có ăn thì chỉ có ăn. Thôi mày im đi mày ơi. Thôi bình tĩnh nè mày đó. Đi về nhà suy nghĩ ước mơ của mình. Rồi ngày mai 8 giờ sáng tập hợp lại đây chia sẻ cho anh và khán giả cùng nghe nha. Dạ. The next morning. Hôm qua mình đã cho team một ngày để suy nghĩ về ước mơ của mình. Và ngày hôm nay mình đang rất là trông chờ câu trả lời đó. Mấy đứa tới đây hồi nào vậy? Tụi em mới tới à, tại muốn tạo bất ngờ cho anh đó. Bất ngờ kiểu này chắc có ngày chết luôn quá. Rồi mấy đứa biết sau này ước mơ của mình là gì chưa? Dạ biết. Vậy thì chia sẻ cho anh và khán giả cùng nghe nha. Dạ. Ai sẽ là người đầu tiên nói về ước mơ đây? Mày nói trước đi. Mày nói trước cho. Ước mơ của em hay đó, ráng sau này học rồi làm giáo viên nha. Tiếp theo là muốn nghe ước mơ từ một bạn nhỏ nhất trong team của mình, đó chính là Á Tiên. Ước mơ của em là gì nói anh nghe nè. Nó nói gì vậy anh Vinh? Nó nói gì anh còn không nghe nữa mà. Nói lại cái nữa anh nghe coi, lớn rồi. Diễn viên. Hả? Diễn viên người ta cao lắm, nhỏ này lùn tè sao được? Diễn viên sớm, ai như con này mập thù lù. Ai cũng có hoài bão, ai cũng có ước mơ của mình. Cứ cố gắng sau này để ước mơ thành hiện thực nha. Dạ. Tới lượt em chia sẻ ước mơ của mình. Hay. Anh tin sau này em sẽ giành chiến thắng mang về cho đội nhà. Dạ. Hay quá. Sao anh thấy gương mặt ba đứa buồn dữ vậy? Mày nói về ước mơ của ba tụi mình đi. Anh Vinh ơi, thật sự ba đứa em thích làm ruộng. Làm ruộng? Ước mơ là phải mơ ước cái gì đó cho nó cao sang một chút xíu đi, lớn lên. Ủa anh Vinh, ai cũng ước mơ cao sang hết rồi, ai đi làm ruộng lấy gạo đâu ra mà mình ăn. À ha, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng hết, gian khổ sẽ dành phần ai. Anh thấy ước mơ của ba em này rất là ý nghĩa đó, cho một tràng pháo tay cho mấy đứa. Bây giờ mọi người lắng nghe ước mơ của em nha. We'll be right back.
thích cái nghề thiết kế thời trang không? Tết tới rồi, muốn ai cũng có quần áo mới để mặc, cho nên em làm thiết kế thời trang. Còn mày nhớ ngày hôm qua tao với bạn gì không? Sao không nhớ mày, mở tiệm rửa xe. Tới rồi phải rửa xe cho người ta sạch sẽ làm đi đúng tết chứ, đúng không Vinh? Còn đây là ước mơ của em, mở ra đừng hết hồn nha anh Vinh. Nó tính làm nữ tướng gì mà hết hồn ghê vậy? Hả? Hết YouTuber? Hả? Thì có bao giờ là giới hạn đâu anh Vinh? Hẹn 5 năm nữa coi kênh ai lớn hơn, mấy đứa đi theo chị không? Theo. Dạ, anh Vinh. Từ sáng đến giờ, sau khi nghe team Tony chia sẻ về ước mơ thì mình cũng đã hiểu thêm một phần nào đó về các em. Và mình mong những ai xem video này có ước mơ thì sau này đều sẽ trở thành hiện thực cả. Bây giờ các em đi về nhà phụ giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa để đón Tết đi nào. Dạ. Khoan, trước khi đi, chào tạm biệt mọi người đi. Bye bye. Chia sẻ ngoài luồng tí nha. Hôm nay sau khi ngồi nghe ước mơ của mấy em nhỏ thì mình cũng nhớ đến cái ước mơ lúc nhỏ của mình là sau này trở thành một giáo viên rồi có một cuộc sống an nhàn. Tự nhiên cuộc đời đẩy đưa mình vô cái nghề quay phim. Thời gian đầu thì cũng tạo ra được vài clip rồi tập tành up lên YouTube để chia sẻ với mọi người. Nào ngờ đâu được mọi người yêu thích. Chặng đường quay phim cứ vậy, 2 năm sau về quê thì mình tình cờ gặp các em nhỏ. Rồi tụi mình đồng hành cùng với nhau cho ra nhiều clip gửi đến các bạn. May là được các bạn yêu thương và ủng hộ nên mới có team Tony TV như bây giờ nè.